Cả nhà ơi, bữa nay nhóm người Cù Lao của mình á, mấy anh em rủ nhau đi dắt ốc á, sẵn có dịp bé Nhân nó xuống chơi nè, nên là rủ bé Nhân nó đi theo để đi chăm chẻ luôn. Chăm chẻ ốc với mưa á, cả nhà. Đồ nghề. Thì đây là mấy cái đồ nghề nè, cả nhà lúc này mua ốc á, ốc quá trời nhiều đi. Cho nên là cả nhóm rủ nhau đi kiếm ốc về để mơ mình chế biến món ăn á. Thì bây giờ mời cả nhà cùng theo dõi nhóm mình với nhóm Nắng Đẹp Miền Tây nha. Hôm nay hai tính làm cuộc thi đua. Thì nhóm của mình là có cậu hai với cậu hai với mình là bên đây tới 4 người đó, mình làm lại không đó. Cố gắng nha cậu hai. Cố gắng nha. Cơ bữa nay thấy bên đội nào chơm chĩa nhiều hơn. Cô thấy là mini không á. Bên đây hai cây vợt, bên đây cũng có hai cây rồi. Thôi vậy mình đi. Cả nhà nghe. Ê, mình bật đèn lên cả nhà. Đó, đi để gọi nè. Mọi người có thể cầm vợt. Bây giờ mình chia mương nha hay sao ba? Chia mương đi con. Rồi đi nè, mình nhường cái Nắng Đẹp bên đây đó. Thì ra đây. Mình qua bển không? Phi nè. Đi em ơi. Một, hai, ba. Không lỡ bờ không phải. Bằng đêm cái bò ra ha. Dạ. Bằng đêm nước nó trong nữa. Mình thấy chơi nè. Con gió nhẹ không được, con muốn động đất thôi. Rồi, con ốc này ốc lát hả? Ốc lát rồi. Ốc lát nó tròn lụi nè. Ốc lát không lớn hả? Ừ, tròn lụi nè. Nó mưa này hai nó tiểu vừa này ta khai nước ra. Ủa, hai ốc hồi nãy của em mà sao em bỏ qua rồi, hồi trả lại cho em nhé. Rồi đây, dạ dạ, nhóc này Dương ơi. Dương, Dương ơi. Dạ. Dạ dạ, cái nhóc nè, con dường như con vớt nè. Bé Nhường nó, nó hàm vớt không cả nhà. Nè, nhường cho nó đi nè. Rồi, đây nè. Lâu lâu nó mới xuống, nhường cho nó. Không, nghe cô nhường cho đội yếu gì vậy. Tại vì chú con với vườn ốc liễu là đi vớt hồi cô khỏi vớt cũng được nữa. Dạ, đây nè, đây nè. Ui, thấy ra quá cô. Đây hai con nữa nè. Này sắp tiến lại gần nhiều phát hiện. Này đang đi tới chỗ hẹn rồi bị con phá. Ê, đang cua này nha. Đang cua đó nè. Nó nằm sát cái bờ. Đục nước nữa quá. Mạnh vậy. Rồi vô rồi. Vô. Rồi là con thấy ra hai ba ngóc không? Dạo mất đi mấy ngóc luôn hả? Để con nhớ dạo đằng đó đi. Dạo ra kìa. Để con thấy rồi. Mất đại đi. Nhớ nãy chỗ nào nè. Vì mình là người ở trong quê á, ở quê á, mình bằng đêm á mình chịu khó mình đi ra ruộng ra vườn gì nè, mình vớt ốc á, cũng có được một bữa cơm á, sáng mình cũng làm được bữa cơm ngon á, trong quê. Bữa nay dẫn cho bé Như nó đi trải nghiệm cả nhà ơi. Đây cho mình cái món ốc á thì nó dân dã lắm, nhưng mà mình chế biến ra món ăn thì nó cũng ngon lắm cả nhà. Lâu lâu mình ăn là ngon lắm. Trời dài dài này nó bò quá trời luôn. Ôi quá trời luôn. Ở dưới này đó anh Duy. Ở đây á. Cậu hai với mở hai bằng đêm mình đi với ốc gì nè. Với hôm tôi mình đi đặt bẫy chuột rồi đó. Dạ. Bữa nay con xuống thì dẫn con đi trải nghiệm ha. Mình thấy con cá nè. Cậu hai với mở hai rất ít tốn tiền đi chợ ha. Thầy cái gì cũng vườn có. Ừ. Ở vườn nhờ mình đi săn bắt với mình chồng này kia đó con. Dạ. Nó đỡ tốn kém. Dạ. Ồ, ừ, giống như chân như gôi dài dài này nhiều lắm. Đúng rồi, con ốc lát nè cả nhà, nhưng mà nó ngon lắm. Bụng nó giòn hết chứ. Giòn, ăn nó giòn á. Tại nhưng đây hai con này chứ. Hai con, hai con. Tháng này của mình cũng sắp mưa rồi nè, thành ra ốc với cua nhiều lắm. Mà ở quê mình ốc cũng rẻ lắm, không có ai mua chứ. Ốc liễu ai chừng nào mà có mưa lớn á, dẫn như bắt ớt. Ớt như lên cua. Nó phải nước nổi không mới được, nó ớt là phải nước sáng đêm đó, nó bắt được. Dữ không? Ừ, mình gần đó, mình rất là mình gần đó. Dán hở không biết nữa, lâu lâu hơn bữa được. Cá nó chạy rất sáng đi sao rồi bữa nay bên Nắng Đẹp Miền Tây đã giờ vớt nhiều không? Ồ, nhóc chân rồi kìa, bên đây mất có nửa vỏ à, bên đây mất đầy hùng rồi. Sao ăn chưa? Đúng rồi. Bên đây còn nhiều lắm mà. Rồi, nói gì chứ, vừa có vô ốc nhiều à. Bên đây có bao không? Có bao ký rồi đó. Mình không có lần mới hàng, không có lỡ rồi nè, không có lỡ nhiều mà. Cũng nhiều nhóc kìa. Nè, có con được nhiêu nè? Nè. Nhiều rồi. Nhiêu nè. Đó. Thấy vô cuốn sách cái vỏ sao thôi mà chết nè. Hai cục chè em vớt đã rồi sao mà toàn là ốc nó cắn vào môi nhau thôi. Ở bên đây cũng vậy, ốc nằm vô.
Cái này phá là muốn chết. Rồi nhưng mà vớt dài dài ra đó là ngoài về được rồi. Cua này con cua cả. Con cua. Giờ nó phá bắt con cua đó bắt như vậy. Cua. Cua này về con găng muối á như ngon á. Nằm dễ thương không? Trời ơi. Nó bây giờ mấy cái chục con á. Chào buổi sáng cả nhà nha. Thì hôm nay bé Nhân nó xuống chơi xong rồi mình cũng quay giùm nó luôn. Mình cameraman của Hương Cù Lao nha cả nhà. Rồi, bé Nhân giới thiệu hôm nay mình có những gì đi nè. Thì tối đi theo nguyên gia đình mình đi vớt ốc á cả nhà. Rồi sớm được mớ ốc mấy chú đang rửa bánh kìa. Hôm nay cô Ba với lại Mơ Hai với Út Liễu sẽ chỗ tài nấu món bún vô ốc cho mình ăn thử nha. Ở đây nguyên liệu mình cũng có chuẩn bị là củ hành tím, bún, đậu hũ, cà chua, gừng. Ngõ nè, món này có gừng ha, cà ri. Dưới đây bên đây hồi sáng có mua một miếng là sườn. Sườn để mình nấu lấy nước ngọt á, nước súp á. Rồi mình cũng ăn luôn được. Bên đây thì mọi hai mình đang cạo cá dảnh đi, mình làm chả nha. Cái này thì quá chất lượng ha, mình làm tại nhà ha. Cá dảnh hồi ngày qua cậu Hai văn lưới. Rồi cậu Hai nghe thấy Dương nấu gì đó, cậu Hai nấu cho. Cái dảnh mà lạ mà đầy đủ hết trơn á. Về qua ba ông đang góp coi. Yeah, từ như Nhật Chính. Yeah. Gặp nữa rồi. Gặp nữa anh Mập nữa rồi. Anh Mập si cả nhà. Mập bữa nay bé Như xuống đây mà hôm Mập cũng đi vớt ốc. Bữa nay vô làm món gì đãi bé Như luôn. Cũng ốc. Chị này cô Ba nấu hay chú nấu? Anh vô nấu lên ta. Gì đâu mà đóng hai ba kênh gì quay hai ba kênh dưới vậy chạy. Anh Mập vui cả nhà ơi. Anh Mập xây gì cả nhà? Tối đi dắt ốc về xây mới xong sao? Cảm á, cấp này chỗ mình mập, gió. Mập hôm xây mập phóng mương té lên té xuống. Gió. Cái mương của người ta 2 mét mà ổng phóng có 1m8. Ở đây thì cậu Hai với Dương Út với Nập đang mình chà rửa cái ốc này. Hồi tối mình về mình đã ngâm rồi cả nhà. Cái này nó trên hồi tối dớ trên luôn gần 6kg rồi cả nhà. Nó nhiều lắm á. Cái này mình quay cho bé Như xong rồi chắc ngày mai chắc mình quay cho mình á. Thì cái ốc này thì mình chà rửa vậy nè cả nhà, nó sạch. Đó, nó ốc 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 bông đen với ốc lát. Cái loại ốc lát này bị lớn là nó bự nhất rồi đó. Bị lớn là nó bự nhất luôn á cả nhà. Ký này là mắc lắm á. Một ký ốc lát bây giờ là nhiêu vậy Út? Ốc lát là nó mắc hơn ốc kia một ký cỡ 5-6 ngàn á. Ừ. Ốc này cũng cỡ 50 ngàn cái gì là ở chợ ha. Mà ở chợ những khi mình đi mua cũng không có đâu nha. Ít lắm. Chứ không phải là nó mắc mà nó có đâu. Cái gì có mà nó rộng thì đi ốm. Bây giờ thì gia đình mình tiến hành lễ ốc nha cả nhà. Lễ ốc để mình chuẩn bị mình chế biến cái món đặc biệt của ngày hôm nay. Ăn giọng chưa nha, nghe chết chết rồi đó. Ồ, nói vậy có người nhột à. Nhột chạy nhai nữa. Sợ sợ luôn á. Mập là làm con mà cái nhà ăn với mập con ốc đem anh xeo qua đây cả nhà coi như nó như cái lườn của con cá ba sa gì đó nó rung rinh bỏ vô đâu bà môi anh hút nước này ngọt lắm. Ồ, cái này làm cho chén cơm mẻ cho anh Mập thôi. Chắc lẽ em đủ rảnh quá. Thật luôn á. Hay mà có dĩa muối tiêu hay là chén cơm mẻ về chắc khỏi sống. Cái ốc này ăn nó cũng ngon lắm cả nhà. Nhưng mà mình ăn vừa thôi. Mình ăn nhiều quá cũng không tốt. Tại vì ai mà bị cái bụng không yếu á. Mình ăn vô nặng bụng lắm. Mà ốc này con ốc này nó mập quá trời nữa ha. Để mình chết. Cái thịt nó cũng nói chung là cả nhà lâu lâu ăn được chứ cũng không khuyến khích ăn hoài ha. Mình ăn hoài nó nặng cái bụng mình nó lại sinh ra nhiều bệnh lắm á. Cả nhà
nói chung là nó cũng không có độc gì, nhưng mà nó như con mỡ nó hơi khó tiêu. Cả nhà vô bà môi mở hai đi. Vậy cho bà môi luôn nha, bà môi ngọt không mai? Cho cảm nhận về ngốc coi, ngọt ha? Nó giòn mà nó ngọt. Nó giòn là cái con ốc lát này, nó giòn nè. Ốc này là ốc thiên nhiên 100% đấy nè. Sao anh thấy con ốc lát là mình thấy à, nó mập á. Nó mập. Nó nhỏ mà thịt không nha. Bữa nào mấy anh em mình gặp đi bắt cái mình con mẹ chắc nó trắng nữa kìa. Anh ra trắng à. Lên bà môi. Rồi cho bà môi. Để cho bà môi em nữa sao. Bây giờ nước sôi rồi mình sẽ nấu cái nước súp nha cả nhà. Bây giờ cô Hương tiến hành mình nêm nước và bỏ xương vô nồi nước nha cả nhà. Bữa nay mình nấu đường phèn nha cả nhà. Nấu đường phèn cái nước nó ngọt thanh lắm. Mình dằn miếng hạt nêm vô. Bây giờ mình sẽ thả thịt vô. Thả thịt vô mình nấu, mình lấy cái xương súp, mình nấu nước súp cho nó ngọt á. Vừa cho anh ơi, chuẩn bị đem vô cho em luôn. Vừa cháy đây. Được mấy trái? Nấu trái nấu nó nhiều nó ngon. Ừ, 4 trái cũng được, nó nhiều lắm. Trên trái này nằm đây. Nằm đây. Nằm đây. Nằm vừa nhiều mà. Cho nước dừa cho mình nấu luôn. Tại vì thành này nãy mình cũng nấu nước sôi, mình trụng nó rồi đó cả nhà. Cái nước dừa nấu thì nó ngọt. Mình nấu đại đầy chảo đi, nhóm mình đông mà. Cho mấy đứa nhỏ ăn luôn. Dạ. Vì chừng 20 xíu. Ừ, con đỡ gì đó nhỉ. Có chị 7, chị 8. Cái dừa ngon quá nè, ăn đi dừa ngốc. Anh Nam. Anh Ba, mình nạo cái mà nếu mình nạo cái muỗng là cũng không có ngon bằng cái sơ dừa mình nha. Cái miếng dừa. Nào anh Ba chặt cho cây miếng dừa nhỏ mà bự nha. Chặt miếng dừa coi. Dạ miếng dừa nào coi. Anh Nam. Mập trẻ gì đâu hết rồi. Đó, gì đó. Coi. Chơi gì hết mẹ. Nó hết mẹ miếng dừa ra luôn kìa. Mà cả nhà ăn với mập nha. Trời ơi, cái mỏ thấy cưng kìa. Béo không anh? À, mà cả nhà nha. Bờ môi ấy. Béo, dừa ngựa nó béo dữ rồi kìa. Đã chào. Ngọt hơn. Hết sảy. Quá trời ngọt. Tuổi thơ ùa về luôn nha. Cái này cô Hương tiến hành mình xào ốc hết luôn. Xào ốc không? Mình có để vô miếng hạt điều á cả nhà. Mình có cho vô miếng tẩu xoáy cho nó thơm. Điều mình làm cho cái món ăn mình nó đẹp lên ha. Cho nó đẹp á. Tỏi mình khuấy sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ để ốc vô. Chảo mình chắc hơi bị nhỏ. Nhìn đẹp chán quá. Ngon lắm cả nhà ơi. Đây thì mẹ hai cũng đang bầm ốc với ốc liễu. Đó, người chuẩn bị mình bầm ra để mình trộn nha. Mình nói nha, anh hai nói cà chua này ăn đẹp da. Nhớ ăn cà chua nhiều nhiều anh Lập. Hình như là da của mấy anh em á, chạy trời mưa nhiều quá hình như cũng hơi bị xấu đi à. Ở dưới biết không? Cả nhà ơi, giờ chắc nghĩ là mấy dưỡng cháu mình chắc da là chắc nó vô hiệu quá với cà chua rồi. Nó không còn hoạt động tốt nữa, nó vô hiệu quá luôn rồi. Sao sao đi anh, em mới để gia vị vô đó. 4 mấy tuổi gì cái nhỏ nhắn gì nữa đâu. Chín nồi rồi đó, ăn được rồi đó. Thơm ngon hả? Mời bạn gì? Bạn ăn nghe gì đó. Nước súp nấu cũng được rồi thì mình sẽ để cà vô nha cái nhà. Cà chua mình có cũng có thử sơ qua. Thử tỏi với ra một ít màu điều. Mình cho một mớ tẩu vô luôn. Thế cái nào nó hơi chèn á. Dữ cô ba đồ quá trời rồi, muốn chèn nè. Tại vì nhà có cái chảo nó là bự. Rồi sửa lại coi. Nghiêng không vô bút? Nghiêng không giải dựng mớ cà tím.
hành tím. Đó, trà đẹp luôn, màu sắc quá. Hấp dẫn đó chị Ngô. Là lạ mà hấp dẫn. Cái nồi nước lèo này đủ rồi nè. Hấp dẫn rồi đó. Ốc này nãy cả nhà mình đã bầm rồi nè, mình bầm những cái này rồi mình có cho chút gia vị vô. Cái này là hấp dẫn nhất nè mà ha. Chút gia vị. Thấy nó màu sắc ha. Rồi giờ mình nhào cho nó đều, đều gia vị rồi mình cho chả cá vô luôn. Nè, chả cá bên này. Chả cá dảnh hồi nãy. Chả cá dảnh. Cái này mình nhào cho đều cả nhà rồi mình nắng ra miếng miếng gì đó mình chiên. Mình chiên mình thay chả đó. Cái này chua chế mình ăn nó ngọt, nó ngọt ha. Ốc. Ở đây, bên đây mình cũng có xào một miếng rồi này nè. Lỡ mấy con bự xào. Bên đây thì cô Hương đang làm nước mắm gừng. Mắm gừng nãy hồi mình chấm cả nhà ơi. Hôm nay mình ăn cái này nước mắm gừng. Lạ ha. Ừ. Cái ốc chiên lên thì nó thơm đó cô. Ừ, nó thơm coi. Như có chả cá đó. Hấp dẫn đó. Ừ. Mình chịu khó mình làm chút thì nó ngon hơn là mình mua chả ở chợ đó. Mình hấp dẫn quá cả nhà. Cái món này mình chưa từng ăn. Bữa nay cho con thưởng thức. Bún ốc dẫn quá. Mình sẽ cho chả thôi cả nhà. Chả hồi nãy chiên nè. Ốc với chả cá nè. Rồi bây giờ anh em người nào ăn thì mình để dao vô nha. Bún ốc. Ừ, cái màu sắc cũng đẹp quá ha. Thì nồi bún ốc cũng nấu xong rồi cả nhà, mà cả nhà cùng thưởng thức cái món bún ốc ngày hôm nay nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Ăn rau thì để rau vô. Ăn rau gì thì để đó, chưa có để rau mới để giá à. Để tí rau thơm quá. Mình không biết rau muống nè. Để rau muống. Có muống ruộng là cả nhà ơi, nó giòn lắm. Để ra mảnh không? Tới không? Miếng gạo tí tô. Chứ một miếng để đầy đủ đó. Đi, để đầy đủ đi cho nó ngon. Miếng gạo thơm vô nữa. Bún này là phải có gạo lá tí tô nha. Không mập mà cả nhà trước nha. Mời cả nhà. Mập bình, mập sò. Cái này ốc mình bằm mình chiên lại hả? Bằm nhồi với chả cá đó cưng. Mình chiên lại. Quá rồi. Cưng chấm gừng. Mà cả nhà nghe. Chấm nước gừng cái cho ra mà cả nhà đi. Cái món này cũng lạ là cái là chấm nước mắm gừng. Thôi miếng chả ngon quá rồi mình mài cả nhà miếng chả đi. Ngon. Mài cả nhà miếng chả nha. Chấm miếng mắm gừng. Em cũng chấm miếng. Mời cả nhà ăn chả mình nha. Có ngộ cái không ha, uống kêu rồi mình chấm mắm ruốc hả? Dạ. Nó dai nó giòn. Nó dai mà nó giòn. Có chanh nè, ai ăn chanh đưa chanh. Ốc này hồi đó giờ Diễn Út cũng ăn nhiều món lắm mà có món này cũng như làm là ngon. Lạ hay quá. Lạ hay ngon. Nãy giờ mới ăn luôn. Mời cả nhà ăn chả cá với mình. Chả ốc. Ốc với cá. Ngon ha. Gà. Chả ốc. Mời cả nhà nha. Ngon mà. Dạ. Ngon. Chấm mắm gừng ăn bắt không? Được quá trời dài. Dài hả? Dài. Ngon. Chả quá. Quá ngon. Cái nước nó cũng thơm. Cái dài của chả cá nó giòn quá ốc vô. Nó ốc nó giòn giòn ốc là. Ăn gì chấm thêm vô, nhật đồ ăn nhóc. Chấm cái thịt tường. Cả nhà thấy cái món này mà nó dễ cả nhà làm cho gia đình ăn cả nhà. Thấy ốc thì cũng dễ bắt. Nhưng mà ở quê thì nhiều, còn ở Sài Gòn chắc thành thị đồ này kia chắc hơi mắc ạ. Nếu mấy cô chú mà nếu mà không có ở quê như nhóm mình á thì mình ra chợ á có người ta có bán đó mình mua thì mình làm cũng dễ lắm cả nhà, cũng không có gì khó chứ. Không có cầu kỳ gì chứ. Nó đơn giản. Đơn giản mà ngon ha. Đơn giản từ 8 sáng giờ này gần 2 giờ vậy. Đơn giản đồng quê. Cái món này thì thịt này nó mềm luôn rồi. Mời cả nhà. Xương xếp mà. Cả anh cô là anh có múc cùng. Gia đình ăn thấy vui quá ha. Giấc sáng, buổi sáng thì quay sớm cũng được cả nhà.
Bình Như xuống đây chơi á, rồi chắc sáng rồi phải đợi anh Mập đi tưới, rồi đi tưới xài, rồi Dương Út cậu hai này kia đi cắt cỏ cho bò ăn, rồi về mấy tới trưa luôn, rồi mấy anh em ủa mấy cậu cháu rồi mới có đủ mặt rồi mới quay cho nghe xem được, nên là nó cũng hơi trễ. Ở quê mình thì sáng nay cũng phải đi ruộng đi vườn đó cả nhà, phải làm buổi sáng xong rồi về rồi mới buổi trưa gì đó rồi ăn cái này rồi. Đông gì là ăn mới ngon nè, chứ mà giờ hai ba người ăn cũng không ngon. Ừ. Hồi tối mình đi thấy mệt mà giờ ăn thấy ngon hả các bạn? Mệt luôn. Hồi tối mình đi vớt ốc mình cũng vui ha. Cũng có nhiều cô chú nói là thấy mấy anh em ở trong nhóm ở quê á dân giả mà cảm thấy vui quá à, thấy anh em đồ hòa thuận á, vui á, người ta thương. Gà bữa nay ngon, gà tía tô hả? Đúng rồi. Mình nướng ở đây nè. Dạ, có 200 thêm nha, nhảy hết trơn nè. Mình ở quê thì mình thấy là ban ngày đi đi lao động căng tay, chứ ban đêm mình có thể ra đồng mình bắt cua, bắt ốc, mình cũng chế biến được những món ăn ngon luôn á. Đặc sản miền Tây mình luôn ha. Ăn miếng chả nè. Cắt chim chả thì không mà ai thì gấp đi. Nhiều lắm. Đây nó thấm nước. Mà cháu nhà nha. Chả ốc cả nhà. Chả ốc. Nó lạ miệng mà nó ngon. Này có thịt không? Chả này có thịt không? Có chả cá, có chả cá. Cá nó dài ha. Anh Mập món này bữa nay thành món yêu thích nữa. Mấy cái món này thích lắm, Mập thích lắm. Ăn cũng được nghe, cái tô muốn hết rồi. Anh ăn thêm thôi em. Như là anh Mập bệnh cái nhà. Này cá dảnh đó anh, rồi nạo ra rồi mình nhồi bắt dưới ốc á. Ốc dài hả? Mình chiên, ốc gia vị chiên á. Quay chị Bình Như hồi cái quên quay vô kênh mình. Nói chuyện quá trời, có gì cả nhà có coi thì cũng thông cảm giùm nha. Tại mình nói chuyện quay ngay.